Thành phố lên đèn. Thành phố lên đèn. Thành phố lên đàn trên FM 99.9 MHz. Buổi tối ngày hôm nay với quý vị như thế nào ạ? Dành thời gian đồng hành cùng với chúng tôi nhé, trong 2 tiếng đồng hồ từ 18 giờ đến 20 giờ trên FM 99.9 MHz. Đêm nay chúng tôi vui lắm nghe, ông trăng trên trời thật to. Đêm nay chúng tôi vui lắm nghe. Vâng, Hoàng Dũng, Hà Diễm cùng siêu vui và siêu bình, những vị khách mời của chương trình Thành phố lên đèn chiều tối ngày hôm nay trân trọng gửi lời chào tất cả các thính giả đã bắt đầu theo dõi chương trình 120 phút trực tiếp trên FM 99.9 MHz của VOH. Chào tất cả mọi người. Này, quý vị đã chuẩn bị cho con trẻ nhà mình như thế nào? Chúng tôi nhận được thông tin từ bộ phận thư ký của chương trình thì cũng đang kết nối máy với một vị thính giả. Chúng ta sẽ cùng trò chuyện để hiểu thêm là câu chuyện của thính giả như thế nào cho mùa Tết Trung thu năm nay. Dạ, alo ạ. Hà Diễm và Hoàng Dũng từ thành phố Linh Đàn gửi lời chào ạ. Dạ, alo. Dạ, xin chào chị. Ngọc Quỳnh, dạ Ngọc Quỳnh xin chào quý vị thính giả của đài VOH và xin chào hai MC dễ thương rất là sôi nổi. Chương trình. Dạ xin chào chị. Chị ơi, chương trình ngày hôm nay chúng ta dành thời gian nói về Trung thu rất là nhiều, và đặc biệt là câu chuyện góc nhà ấm khi tối về. Chúng tôi cũng muốn được nghe chị Quỳnh chia sẻ về câu chuyện Tết Trung thu nhà mình như thế nào. Thời điểm này 13 tháng 8 âm lịch rồi thì tại gia đình của mình chuẩn bị tới đâu rồi chị hả? Thì cũng như tất cả mọi gia đình khác, Trung thu thì là một cái dịp mà các không chỉ các bé mà cả ba mẹ cũng rất là nôn nao, bởi vì ba mẹ thì lại được nhớ về những cái ký ức tuổi thơ, còn các con thì mỗi mùa Trung thu sẽ là mỗi một cái kỷ niệm khác nhau. Và như những năm trước thì gia đình mình mỗi mùa Trung thu thì đúng là có những cái kỷ niệm rất là khác nhau. Ví dụ như năm rồi thì Trung thu lại, Quỳnh nhớ là hình như là cái ngày chính Trung thu lại là trời mưa. Dạ. Yeah. Nhưng mà hai bé thì lại đã sẵn sàng cái lồng đèn xe lon mà đã cùng ba thì hội làm từ mấy ngày hôm trước rồi và đẩy đi khắp xóm. Và cái hoạt động mà làm cái lồng đèn xe lon nó không chỉ là diễn ra tại gia đình của Quỳnh không, mà còn cả nguyên một xóm luôn, bởi vì gia đình mình thì rất là thích chơi với lại các bạn hàng xóm của con, cho nên là nguyên cả một xóm, mặc dù là nhà ở thành phố nhưng mà các bạn vẫn bu lại để làm lồng đèn. Thì năm nay cũng không có ngoại lệ, là các bạn không chỉ là làm lồng đèn mà năm nay lại còn có một cái hoạt động đặc biệt hơn nữa là con trai tổ chức một cái giống như là một buổi cái buổi diễn dành cho các bạn ở trong xóm. Và buổi diễn đó là vừa bao gồm là ca hát, nhảy múa và các bạn tham gia cùng, và đặc biệt nhất là cái màn ảo thuật. Và có một màn ảo thuật là biến hóa ra lồng đèn để tặng cho các bạn. Và cái màn đó thì con trai của mình 7 tuổi, Sushi Đăng Hôi, đã được học cùng thầy, cho nên là cứ biến hóa là ra lồng đèn tặng các bạn, cứ biến hóa là ra lồng đèn tặng các bạn. Nhưng mà những cái lồng đèn nó cũng rất là đơn sơ, chỉ là bằng giấy thôi. Chứ không phải là những cái lồng đèn hoành tráng hay là dùng pin gì, mà nó là những cái chiếc lồng đèn bằng giấy và do các con tự chế, tự làm cùng với ba mẹ từ những ngày trước đó. Dễ thương quá ha, nghe chị chia sẻ. Mà thật ra hai cháu nhà chị Quỳnh là mấy tuổi rồi? Quỳnh có hai bé trai, một bạn là hơn 7 tuổi và một bạn là gần 5 tuổi. Cho nên là Trung thu đối với bạn là rất là háo hức, bởi vì bạn nào cũng đã đủ tuổi để cảm nhận được là mùa Trung thu nó như thế nào. Và riêng bạn nhỏ gần 5 tuổi thì mấy hôm nay là đi học về, ngày nào cũng nói với ba mẹ về Trung thu, bởi vì bạn học ở trường mầm non thì lớp lá. Thì đã được các cô dạy là Trung thu là trăng tròn mà rằm tháng 8, cho nên là các bạn coi như hai anh em là nói suốt về cái chủ đề này mấy hôm nay. Dạ, mà thật ra hồi nãy khi nghe chị Quỳnh nói là ông xã cũng như là cho hai con chơi những chiếc lồng đèn lon đó, cho nên là Dũng thấy rất là thú vị. Bởi vì bây giờ hầu như trẻ con ở đô thị hình như nó quên cái trò này rồi, mà cho nên là khi mà ông xã chị vẫn nhớ tuổi thơ của mình mà với chiếc lồng đèn lon bây giờ là cho hai cháu chơi, gọi là làm cho hai cháu chơi như vậy và chơi cùng bạn bè trong xóm, là một cái hình ảnh nó rất là gọi là ấn tượng đó. Ha chị hả? Dạ, đó. Và các phụ huynh ở gần nhà thì cũng rất là thích thú, bởi vì nhiều khi họ cũng đã từng có một tuổi thơ như vậy, nhưng mà bây giờ vì bận rộn công việc rồi, vì những cái việc trong cái guồng xoáy của cuộc sống xã hội, cho nên là họ không có nhớ lại. Mà rất là may mắn là nhà mình thì lại là rất thích
tìm về những cái quá khứ của mình để làm sao để xây dựng được cho con những cái hình ảnh đẹp nhất về tuổi thơ ở thành phố hiện đại. Nhưng mà vẫn được tham gia những cái hoạt động như là những cái trẻ con ngày xưa, khi mà không có được, chưa có đô thị hóa thì các bạn sẽ được trải nghiệm những cái do tự tay mình làm. Và đặc biệt hơn nữa là gia đình mình thì lại rất thích tham gia những cái hoạt động xã hội, cho nên là mấy hôm nay thì Susie Đăng Khôi và em trai lại được mời đi diễn ở rất là nhiều chương trình mà chuẩn bị tiến tới Trung Thu. Hai ngày nữa là đến, nhưng mà hầu như là tuần rồi là bạn đã tham gia rất là nhiều chương trình Trung Thu ở những cái trung tâm hoạt động nghệ thuật nè, rồi ở những nơi mà các bạn học ngoại khóa, ví dụ như là ở Học viện Sen Kim Cương thì ở vào thứ bảy tuần rồi cũng tổ chức một cái chương trình Trung Thu rất lớn dành cho các bạn nhỏ theo học ở học viện. Thì các con cũng được lặp đi lặp lại những cái hoạt động truyền thống, ví dụ như là tự tay làm lồng đèn. Rồi ví dụ như là chủ nhật vừa rồi thì gia đình mình lại tham gia một hoạt động của một cái công ty giáo dục tên là Inspire, thì ở đó các bạn lại không chỉ là được làm lồng đèn mà còn được làm tò he, rồi làm lá dừa, lá dừa kết thành những cái con như là con cá, con cào cào, châu chấu, rồi hoa đồ này nọ. Rõ thì ràng. Đó là những cái hoạt động mà coi như là nó rất là gần gũi với thiên nhiên mà hầu như là mình rất là khó kiếm tại thành phố. Thật ra thì nói là hoạt động cho trẻ con cho vui Tết Trung Thu thì nó đâu có thiếu chị hả, nhưng mà rất là nhiều ông bố bà mẹ bây giờ thì thường cứ hỏi đến là có lo gì cho Trung Thu các con không, thì thường cứ hay nói là không có thời gian, thôi thì cứ mua vài bánh Trung Thu về cho cả nhà cùng ăn, hoặc là sắm cho cháu một chiếc và một cái vài cái lồng đèn gì đó, rồi nhiều khi cũng chẳng quan tâm là các cháu có sách đi đâu chơi hay không nữa, thậm chí là mưa cái thôi thì cũng chẳng còn cái hoạt động nào nếu như mà mưa. Thì chị thấy rằng thật sự việc mà phụ huynh, à, bố mẹ dành cho con cái thời gian để quan tâm đến con, đặc biệt là trong những cái dịp lễ hội như Trung Thu này, có khó không ạ? Theo Quỳnh thì nó vừa khó mà nó vừa dễ. Tại vì nó sẽ rất là khó nếu như mà ba mẹ quá bận rộn. Nhưng mà cũng sẽ là dễ nếu như mà bên cạnh cái việc bận rộn đó thì vợ hoặc chồng sẽ chia ra thời gian. Có thể là giống như nhà Quỳnh đó thì kinh doanh tại nhà, cho nên là cái việc mà dành thời gian cho con và cả hai vợ chồng đều dành thời gian cho con thì có thể là nó sẽ dễ dàng hơn những gia đình khác. Còn ví dụ những gia đình khác thì Quỳnh nghĩ là bận rộn, thì ví dụ như là bạn bè của mình đi, mình đi chương trình mình rất là hay rủ bạn bè đi cùng, thì có khi là ông xã, ba sẽ dẫn các con đi hoặc là mẹ dẫn các con đi, nhưng mà kiểu gì đó thì hoặc ba hoặc mẹ cũng phải tranh thủ dành thời gian cho con. Bởi vì Quỳnh nghĩ là khi mà mình dành thời gian cho con thì mình sẽ hiểu được con hơn và mình sẽ chia sẻ những cái tâm tư tình cảm với con nhiều hơn, thì đó sẽ là những cái ký ức rất là đẹp dành cho con. Và lúc nào Quỳnh cũng thường xuyên thông qua những cái hoạt động cộng đồng của mình, hoặc là nhiều khi Quỳnh hay chia sẻ trên Facebook hay là trên những cái mạng xã hội ấy, thì Quỳnh hay nhắn nhủ với mọi người là hãy cố gắng dành thời gian cho con, bởi vì con nó sẽ lớn lên mỗi ngày mà nếu như mà mình để mất cái khoảng thời gian đó thì nhiều khi đến khi con lớn rồi, khi đó mình lại có thời gian rảnh thì mình không có thể quay trở về cái tuổi thơ của con để mà mình cùng đồng hành với con ở những cái chặng đường mà con đang rất cần mình nhất. Rõ ràng là như vậy, phải không ạ? Câu chuyện mà chị Ngọc Quỳnh chia sẻ với Góc Nhà Ấm khi tối về ngày hôm nay thì chúng ta thấy là cái sự gắn kết tình thân trong gia đình nó lớn cực kỳ và nó quan trọng cực kỳ luôn. Trong câu chuyện mà chị nói là về Trung Thu, đơn giản chúng ta ví dụ đơn giản về Trung Thu thôi thì cũng cần lắm là sự quan tâm chia sẻ từ các bậc phụ huynh cho con trẻ nhà mình. Mặc dù biết là bận việc thì ai cũng bận đó, nhưng mà đúng chúng rồi. Ta muốn thì chúng ta sẽ cố gắng sắp xếp thời gian cho con trẻ. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng là chia sẻ từ gia đình của chị Ngọc Quỳnh thì đâu đó thì các thính giả của chương trình cũng sẽ nhìn lại gia đình của mình. Nếu như chúng ta đang bận quá và chưa kịp chuẩn bị cho con gì hết, chưa kịp lo cho con có một cái mùa Trung Thu nó thật sự ý nghĩa, thật sự trọn vẹn, thì còn 2 ngày nữa đúng không ạ? Đúng rồi. Chúng ta vẫn còn thời gian, vẫn còn cơ hội để làm điều đó. Mà thật ra cho Hoàng Dũng hỏi chị nè, trong ký ức của chị á, thì ba mẹ có dành cho con, tức là bản thân chị hoặc là ông xã, những cái điều rất là vui, rất là đẹp vào những đêm Trung Thu trước, rồi bây giờ ở góc độ chị là mẹ hoặc là ông xã là ba thì lại cũng tiếp tục dành cho con, có nghĩa là cái sự quan tâm và dành cho con những cái điều tốt đẹp đó nó mang cái tính nối tiếp, phải không ạ? Và tạo ký ức rất đẹp. Còn nhớ là hồi xưa cứ mỗi lần mà Trung Thu ở nhà Quỳnh đó là coi như là cái nhà mà đông vui nhất ở xóm, và như là đầu têu ấy, mình hay nói là đầu têu là một cái hoạt động là rước đèn, thì coi như là Quỳnh nhớ là buổi chiều là khi mà chưa có kịp
đi học về chưa kịp ăn cơm nữa là coi như là rộn ràng, Quỳnh ơi xong chưa để mình chuẩn bị đi rước đèn. Và Quỳnh vẫn còn nhớ là những cái đêm mà trung thu gần đó, coi như là không phải là đợi đến ngày rằm tháng 8 mới chơi, mà là cách đó mấy ngày là coi như là nguyên cả xóm đi rước đèn ở dưới quê thì nó lại rộn ràng hơn và kéo dài một hàng, mà có khi trời mưa xuống thì có nhiều khi lại là dùng những cái cuốn tập hay là gì đó để làm sao người ướt hết nhưng mà đảm bảo bảo vệ được cái lồng đèn để đúng mà rồi. Nước mưa không có rớt vào, để mà làm sao cái lồng đèn vẫn còn cháy còn người ướt là bất chấp. Đó rõ ràng đó mới gọi là cái trung thu rất là vui phải không ạ? Nó nhớ hoài, cho nên là bây giờ thế hệ của mình có thể là sẽ nhớ hoài, và mình cũng muốn tạo cho các con những cái điều để cho chúng nó sau này lớn lên cũng sẽ nhớ hoài về cái trung thu của nó. Có thể là bây giờ có thể là cái lồng đèn đã không còn truyền thống như mình ngày xưa nữa, hoặc là cái bánh trung thu đã ngon hơn rất nhiều rồi, nhưng mà chắc chắn thế hệ của nó sẽ vẫn có những cái gì đó để nó nhớ khi sau này nó lớn lên chị hả? Mà Quỳnh thấy là các hoạt động trung thu của năm nay á, sao mình nó rất là phong phú mà nó rất là coi như là rất là sôi nổi, cho nên là các con rất là may mắn khi mà sống trong một cái xã hội hiện đại. Nhưng mà người lớn Quỳnh thấy là rất là bắt đầu quan tâm đến cái việc là giải trí của trẻ thơ, cho nên là mấy hôm nay là Quỳnh thấy là hầu như là trên Facebook hay gì những cái lời mời tổ chức trung thu ở nơi này nơi nọ thì đều có lồng đèn, có lá dừa, có xe lon, lồng đèn lon rồi, cho nên là Quỳnh thấy mấy bạn nhỏ bây giờ mặc dù là sau mùa Covid đó thì mọi người lại lo cơm áo gạo tiền nhiều hơn, nhưng mà Quỳnh thấy các bạn lại may mắn hơn khi mà được người lớn chăm lo cho rất là chu đáo, cho nên là Quỳnh nghĩ là mùa trung thu năm nay các con trẻ sẽ được nhiều cái kỷ niệm như là bọn mình ngày xưa nhiều hơn nữa cơ. Chắc chắn là như vậy rồi. Khi mà nghe chị Quỳnh chia sẻ thì Diễm thấy là câu nói mà Tết trung thu không phải dành cho người lớn mà dành cho thiếu nhi thì nó dường như là phải xem lại người lớn của chúng ta thì cũng nhớ về ký ức trung thu đúng không? Đúng rồi, còn các bạn nhỏ thì lại có thêm những kỷ niệm, những câu chuyện về Tết trung thu, cho nên là dành cả cho trẻ nhỏ và cả cho người lớn nữa. Cảm ơn chị Ngọc Quỳnh. Không chỉ là dành cho trẻ con nữa rồi. Đúng rồi. Cảm ơn chị Ngọc Quỳnh rất nhiều đã dành thời gian kết nối với chương trình, có một cuộc trò chuyện khá thú vị ngày hôm nay cùng với Hà Diễm Hoàng Dũng và các thính giả đang nghe chương trình Thành phố Lên Đèn. Hy vọng là như những gì chị chia sẻ thì trong 2 ngày nữa hoặc là những mùa Tết Trung thu năm sau thì gia đình của mình tiếp tục là có những câu chuyện nó tuyệt vời như vậy chị ha. Cảm ơn quý thính giả và rất cảm ơn chương trình Thành phố Lên Đèn đã cho gia đình của Quỳnh được cơ hội chia sẻ cũng như là kết nối với quý vị thính giả của VOH. Cảm ơn chị.